Việt Nam và Trung Quốc đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên thực địa. Đây là kết quả của những nỗ lực to lớn của các lực lượng phân giới cắm mốc và cũng là kết quả của sự hợp tác rất hiệu quả giữa các lực lượng phân giới cắm mốc của Trung Quốc và Việt Nam. Việc hoàn thành phân giới cắm mốc đường biên giới trên bộ sẽ mở ra những cơ hội mới cho hợp tác giữa hai nước, sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho công tác quản lý biên giới, sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc tăng cường giao lưu, đầu tư, kinh tế, thương mại, du lịch giữa các địa phương biên giới và giữa hai nước.